Viết chữ trong nước có thật hay không? Là chú viết được chữ trong giọt nước đây. Chỉ là bé 3D thôi mà, Lizzy còn có thể viết được chữ trong nước nha. Đấy là Lizzy, thế chứ mạng thế. Để Lizzy kiểm chứng nha. Yes. Chuẩn bị một tờ giấy vẽ, nước và bút chì. Wow, được này. Vậy bút khác liệu có được không nhỉ? Bút bi khá là ok. Bút sắc màu, wow, được này. Và bút dạ thì sao? Hỏng bút mất rồi. Bút dạ không được. Giờ Lizzy sẽ biến màu này thành màu xanh lá cây nha. Yes. Chỉ cần nhỏ giọt nước vàng lên, xanh dương cộng vàng sẽ ra xanh lá. Hoặc viết màu xanh dương trong giọt nước vàng sẽ ra xanh lá nè. Lizzy, sao viết bài chữ bé thế? Cô để em chút, em làm thấu kính gương cầu lồi phóng to chữ cho cô nhìn rõ. Giọt nước như một gương cầu lồi phóng to chữ lên. Wow, cô đã nhìn rõ hơn chưa? Ôi trời ơi, đúng là cũng to hơn một chút, nhưng tóm lại là không thấy gì. Trừ Lizzy 2 điểm vì chữ quá bé, còn là vứt ra giấy. Nhưng mà không sao, Lizzy đã kiểm